Xin chào tất cả các bạn, mình là Steve và mai mình sẽ đi dự đám cưới. Đám cưới đó. Wow. Yeah. Ui. Đám cưới. Đám cưới. Và mong là sẽ không bị gặp trắc trở gì cả. Còn bây giờ đợi mình một chút. À, muộn ra rồi. Đám cưới ngày mai. Phải đi thật nhanh. Yeah. À, mình nhớ hôm nay là thứ hai cơ mà. Bọn nó bảo chủ nhật mới đám cưới. Thôi, mình lại về nhà. À, cứu thôi. Lại một ngày đẹp trời. À, mình quên mất. Đám cưới của bọn nó ạ. Mình phải đi. Chạy nhanh. Bọn nó đã dựng ra. Ấy rồi kìa. Đói quá. Thế nhưng mà mình vẫn phải đi dự đám cưới của bọn này. Nó khốn nạn. Dạ chào mấy bác, cho cháu đi nhờ cái. Mấy bác này đi dự đông đúc quá. Hay là mình nhảy qua chỗ này vào. Dạ. Rồi, mọi người đã có mặt đông đủ. Dù nghèo hay giàu, cháu A Què bán trẻ sẽ vẫn yêu anh Phong chó dại chứ. Nào, chỉ cần một cái gật đầu là cháu đã trở thành vợ rồi. Yeah, được. Đến với anh Phong. Dù xấu trai, à đẹp trai thì, à xấu trai thì cháu vẫn sẽ yêu cô kia chứ. Chỉ cần một cái gật đầu thôi. Chỉ cần thôi, cần một cái thôi. Đi nào. Ô sao bác kia bây giờ mới dự hội hết chỗ rồi. Thôi bác ấy đi chỗ khác đi. Bác ấy đi chỗ khác. Bác ấy. Bác. Bác không đi cháu đánh chết ấy. Đi. Đấy bác làm mấy bác. Okay. Chỉ vì bác mà mấy bác kia bác ấy chạy hết rồi. Không chơi cái chỗ dự hội này nữa. À đây là đám cưới này nữa. Rồi, bây giờ các cháu đồng ý cưới nhau chứ. Chứ tiền. Ê ê ê, cô này sao lên đây. Ê, vào chỗ của mình đi. Rồi ơi. Rồi ơi. Rồi ơi, mấy bác này bác ấy không muốn đi nữa hay sao. Tao chém chết bọn mày hết rồi. Cút ạ, cút. Vào chỗ của mày đi. Đấy. Thằng cút ạ. Tao chém hết. Tại mấy cái thằng này nó nhảy từ đâu làm mấy ngày này phản đối hôn nhân hết rồi. Cút đi. Chém. Chỗ này không dành cho mấy bác. Cút đi. Hôm nay ai có ăn mặc đẹp thế mà không định đi dự à? Đám cưới ngàn năm có một lần ấy. Mày này. Cút đi. Cút. Không đi dự đám cưới của tao thì thôi. À đám cưới của người thuê tao thì thôi. À mẹ cái thằng nhóc quắc con này. Mày chạy đi đâu? Mày định phá hỏng đám cưới của tao à? Mẹ cái con nhãi danh này. Mày nhớ ấy, tao sẽ còn trả thù mày. Cút đi. Đây, hai bố mẹ gì mà dạy con. Mày dạy con kiểu đấy. Con này, con với cả cái này.
Tránh lại. À, chó giải phòng. Anh ngồi vào đi. Em sẵn sàng giúp đỡ anh. Cô A què. Cô ngồi vào đi. Đó, cô ngồi như thế đấy. Rồi, bây giờ chúng ta xin. Ôi, mẹ cái thằng này cút ra. Mày không phải đám cưới của mày đâu mà mày nhảy vào. What the fuck? Mày cút ra, không, mày không dự đám cưới gì thôi. Dự ban đầu xong không thèm dự nữa thì thôi. Cút mẹ mày, cút. Đừng có chạy vào nhà tao đằng kia ấy. Mày chỉ cần không chạy vào là được rồi. Wow, đói quá. Phải về nhà thôi. Wow, bây giờ thì cuối cùng cũng đã có đồ ăn. Đói thật đấy. Ăn thôi, chấm đói. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi giết mấy đứa kia. Mẹ, không phải đám cưới của mình thì thôi. Đến cái nhà thằng khác mà chơi. Cứ làm cô dâu chú rể. Cô dâu chú rể đã đi rồi. Chưa, mình còn chưa ấy xong. Mẹ cái thằng này. À, mình mày đứng đây ngoan. Còn lại bọn này là giặc hết rồi. Giết, chém luôn. Chém. Và trong hôm nay mình đã làm đám cưới rồi. Bây giờ thì mình nên kết thúc video tại đây rồi. Tạm